Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, admin xin được kể về một sự vi diệu xảy ra bên gia đình chồng của mình gần đây. Nhà mình có một cháu sinh năm 1991. Sau mấy tháng cháu bị đau đầu, đi khám bệnh viện lớn ở Hà Nội, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân và siêu âm phát hiện lá lách bị một đốm đen nhưng lại không cho xét nghiệm mà chỉ nói về theo dõi 3 tháng. Sau 3 tháng bệnh của cháu trở nặng, mắt phải không còn nhìn được nữa, gia đình lại đưa ra bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó các bác sĩ làm xét nghiệm chuyên sâu thì phát hiện ra não của cháu có khối u rất lớn chèn vào mắt, làm cho mắt không mở và nhìn được. Đồng thời ở lá lách, khối u đã di căn vào đầu giai đoạn 4. Hôm đó là ngày 13 tháng 7 âm lịch. Nhận được kết quả như vậy, gia đình chồng của mình đã tính đến phương án xấu nhất. Sáng hôm đó, admin nghe thấy vậy, mình liền nhắn tin cho vợ của cháu, khuyên vợ chồng cháu giờ hãy nương nhờ vào Phật Pháp, sám hối oan gia, niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng và đọc chú Đại Bi. Mình cũng nói với vợ của cháu là con cứ lên trên mạng tìm hiểu công năng của sự đọc tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, chú Dược Sư, xem phương tiện nào hợp với các con thì các con làm. Vợ cháu trả lời: Bác ơi, chắc chúng con biết đến Phật Pháp đã quá muộn rồi ạ. Bác sĩ bảo con phải chuẩn bị tinh thần, chồng con chỉ có thể kéo dài sự sống được từ 1 đến 3 tháng nữa thôi. Mình an ủi cháu: Không có cái gì là muộn, miễn là mình tin sâu Tam Bảo, tin tưởng các ngài, dù chỉ là 1 phút 1 giây cũng được các ngài gia trì cho. Mình cũng kể với cháu về nhân duyên gặp Phật Pháp và được gặp thầy của mình như thế nào, hàng ngày được thầy hướng dẫn tu tập ra sao. Đặc biệt lúc đó, thầy của mình đang mở pháp hội sám hối oan gia. Thế là vợ của cháu vui mừng xin được tham gia sám hối cùng. Vợ của cháu cùng gia đình dốc lòng sám hối các tội phá thai, ngoại tình. Và đêm 14, cả gia đình đều cùng nhau sám hối. Sáng ngày 15, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vợ chồng cháu ra bệnh viện và nhận được một kết quả bất ngờ. Bác sĩ kết luận là bị ung thư hạch bạch huyết, nhưng tế bào ung thư chưa vào máu. Sự sống có thể kéo dài đến 10 năm và lâu hơn nữa nếu như đáp ứng thuốc tốt. Từ chỗ tiên liệu tình trạng rất xấu, dự đoán chỉ có thể sống được từ 1 cho đến 3 tháng, mà chỉ sau 2 ngày dốc lòng sám hối, tụng chú niệm Phật đã chuyển thành sự sống có thể kéo dài trên 10 năm. Thực sự quá nhiệm màu. Sau hôm đó, bác sĩ chỉ định cho cháu vào hóa chất. Tự dưng cháu có hiện tượng bị sốt cao và khó thở. Bác sĩ phải cho chuyển từ bệnh viện huyết học về bệnh viện truyền nhiễm để kiểm tra. Chụp tim phổi, bác sĩ nói phổi của cháu bị virus lạ xâm nhập đã trắng phổi. Khả năng thở giờ chỉ còn chưa được 20%, phải cho thở máy và cháu rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Bác sĩ gọi gia đình vào xác định tư tưởng bệnh của cháu đang chuyển biến rất nặng. Bố cháu thấy vậy muốn xin cháu về, để nếu có chết thì được chết ở nhà. Nhưng vợ của cháu không đồng ý. Vợ cháu nhắn tin cho mình hỏi xem bây giờ còn cách nào nữa không. Mình khuyên cháu nhất tâm một lòng tin sâu Tam Bảo, dốc lòng sám hối và nương nhờ sự gia trì của các ngài. Lúc đó là gần 9 giờ tối. Mình nhắn tin cho bạn đồng tu xin thỉnh một cái đài niệm Phật. Đồng tu tức tốc gửi vào bệnh viện trước 10 giờ đêm. Vợ cháu xin bác sĩ vào phòng bệnh mở cho cháu nghe tiếng niệm Phật. Còn vợ cháu ngồi bên cạnh liên tục tụng chú Đại Bi và sám hối. Điều vi diệu thứ hai xảy đến là sau gần 2 tuần cháu phải thở máy, ăn qua ống sông. Dần dần cháu đã tỉnh lại, tự thở và tự ăn được. Tối qua, con trai mình vào thăm, chụp hình cháu, báo là cháu đang hồi phục sức khỏe một cách ngoạn mục. Chúng con cảm tạ ân chư Phật, Tam Bảo gia hộ, cũng cảm ơn Đức Thầy Từ Bi đã quan tâm chỉ dạy nhiều phương tiện để chúng con được tu tập hành trì và được chứng kiến điều vi diệu nhiệm màu trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phật Pháp sâu rộng vô biên, không bỏ một chúng sanh nào. Dù chỉ trong thoáng chốc phát tâm tin tưởng sâu xa cũng nhận được sự gia trì nhiếp thọ.
Kính mong ai nấy nghe được, thầy đều khởi lòng kính tin ngưỡng mộ, dứt ác hành thiện, chăm chỉ tu trì để được quả an vui ngay hiện đời và giải thoát trong tương lai. Đoạn ghi âm của nhân vật trong truyện. Trong lúc hôn mê sâu, tôi đang nghĩ mình đang ở một ngôi chùa, và trong đó có tiếng chuông, tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy. Lúc đó tôi cảm thấy rất hoảng sợ. Sức khỏe của con bây giờ cũng đã ổn hơn. Con cảm ơn các ngài và thầy đã gia trì cho con. Om ha ha ha, Om Sammo Di So Ha.